Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, việc xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông được lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tập trung triển khai thực hiện. Kết quả cho thấy, mô hình đã góp phần tích cực trong giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ của các em học sinh, kể cả phụ huynh đưa rước con em và đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường. Để đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường cũng như đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh trong quá trình đưa rước con em, Ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long đã bố trí sắp xếp hợp lý, có phân luồng, phân tuyến, phân ô rõ ràng bên trong sân trường cũng như phía trước cổng trường, tạo điều kiện dễ dàng cho phụ huynh trong việc đậu đỗ xe đưa rước con em cũng như xây dựng văn hóa giao thông trước cổng trường. Tuyên truyền phụ huynh là đến trường đậu đỗ đúng nơi quy định của nhà trường, từ ngoài cổng trường cho đến sân trường. Đặc biệt ở trong sân trường thì có phân luồng lối vào và lối ra rất là rõ ràng cụ thể, và cũng có những cái vạch kẻ để cho phụ huynh đậu vào những cái trong cái khu vực mà quy định của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền đến phụ huynh, đối với khối lớp 1, 2 thì chạy vô sân để đón các em, còn đối với khối lớp 4, 5 thì rước ở ngoài cổng trường. Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 120 mô hình cổng trường an toàn giao thông đã được thành lập từ cấp mầm non đến trung học phổ thông. Tại khu vực trước cổng trường được bố trí kẻ vạch vị trí dừng đổ xe cho phụ huynh đưa đón học sinh, tránh ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, nhà trường còn tích cực tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông trong học đường. Đầu năm là trường cũng cho phụ huynh với học sinh ký cam kết là đi học và phải an toàn giao thông. Và phụ huynh thì đậu xe cũng phải để lên lề lối cho nó thẳng đường, để cho tạo điều kiện giao thông nó được thuận lợi. Thì ở đây thì phụ huynh cũng chấp hành theo cái nội quy của nhà trường. Để đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường, thì ngay từ năm học nhà trường đã đưa cái kế hoạch xây dựng là cổng trường an toàn. Ngay từ buổi đầu tiên tụ trường, thì nhà trường đã cho các em viết một cái bản cam kết thực hiện an toàn giao thông. Và trong bản cam kết đó thì có một cái quy định là học sinh thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cũng như bản thân phải chấp hành đúng theo quy định ra vào trước cổng trường. Phụ huynh rước con em mình thì phải đậu đúng nơi quy định. Nhà trường cũng đã kẻ vạch, phân luồng vị trí đúng cho phụ huynh như là đón con em mình để tránh cái lối ra vào, tránh sự va chạm. Song song với công tác tuyên truyền trực tiếp, phòng cảnh sát giao thông phân công cán bộ chiến sĩ xuống trước cổng trường để tham gia điều tiết giao thông trước cổng trường cho các em học sinh, sinh viên khi vào cổng. Hướng dẫn cho các em học sinh, sinh viên điều khiển xe phải đảm quy tắc khi tham gia giao thông. Mô hình cổng trường an toàn giao thông là một trong những mô hình tự quản về an toàn giao thông trước cổng trường học mang lại kết quả tích cực. Thông qua mô hình, từng bước nâng cao ý thức trong việc chấp hành quy định của pháp luật về giao thông đường bộ của học sinh và phụ huynh khi tham gia giao thông.